cục đá này quá bự quá gì à. Hả? Tới đây đồng đạo đứng ngừng lại nghỉ hơn chút. Của mình là nay mình đi về Tây Thiên Trúc qua bên Hai Dê, và trên đường đi thì đường xá dốc nó quanh co rất là cao, thì chúng ta mệt rồi mình ngồi lại mình nghỉ cho nó khỏe tí. Thì trong thời gian nghỉ mệt thì để ôn lại lời dạy tiếng học của Đức Thầy, chúng tôi xin thành lòng đọc lại một đoạn sấm giảng, đoạn sau trong quyển 5. Kính mời quý vị mình đồng lắng lòng nghe. Cho chào bác tay. Nam mô A Di Đà Phật. Tim thanh niên nguyệt vừa kề, nhìn xem thế sự náo nề, tâm can tự ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tính con mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mù, đằng diệu ba tánh đường tu chén vào. Lời thầy cản tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lường. Tu cầu bánh tật tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Thành lòng đọc lại một đoạn trong quyển 5 để gieo duyên cùng quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chốn ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẹo chệ, đến tội rồi mơ hối muộn màng. Chỉ cho bàn ta sớm lo toan, dình giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đau mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hững hờ, chừng quả đến nẻ cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, gắn phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa,
xong thiền giác cước đưa sanh chung mà. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết chào thần tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Áo sen bảo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Mến, hôm nay anh em đồng đạo chúng ta có duyên lành trở về vùng Thất Sơn hành hương lễ bái, thì cùng đi tham quan những cái địa danh trên vùng Thất Sơn này. Thì nãy giờ thì chúng ta đi chung hang mới ra, và trong thời gian ngồi nghỉ mệt đó, và để tâm sự chuyện trò nhắc nhở với nhau trên bước đường tu hành, thì trước tiên cô ba lên đây có đôi điều kể về một chuyện đạo, thì để định xin thành lòng bất nhiệt cầu vô cảm đọc lời một đoạn sáng giảng của Đức Thầy, sau đó cô ba sẽ lên đây tâm sự chuyện trò. Kính mời quý vị nghe đoạn cuối trong bài Để Trơn Đất Bắc. Nam mô A Di Đà Phật. Thương A Văn xuống bút tay đời, dặn dò bái tăng chớ hời lợt phai. Hãy lòng mà nghe, làm kiều lộ văn ngoeo, ngục môn không cửa mà em nhau đi. Tham cho trẻ bằng biểu thế lương, không dần dày dạng do xương, bàn hàm báo hùng cường đua tranh. Còn một cuộc chiếu mạnh dành xe khắp hoàng cầu, o rẽ một nơi dầm xem châu ngọc cơ chiều mới sao đời không sớm tách rời cõi mê. Để đến lúc thảm thê thơi thầm mất vàng dần tường lam bi an, cùng đồng cốt nhục hoài thai nơm bà gan sức miệt mài dài phi. Thời giới vũ thần tiên gián ơi, bút bởi cơ trời đà thúc cơ bên lưng, không cô chừng khổ
chấp cảnh vui mừng tội thay. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo xin trân trọng kính mời cô ba đến đây có đôi lời tâm sự chuyện trò và đạo đức. Trân trọng kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Kính thưa quý vị trong đoàn kính mến. Hôm nay cũng là ngày 27 tháng 11, cũng có nhân viên phái đoàn của chúng ta đi viếng núi Thiên Cẩm Sơn. Tới đây là cái điểm Tây Thiên Trúc. Vì cái nhân viên hội ngộ chuyến đi hôm nay, vì tôi xin kể lại một câu chuyện đạo mang tựa đề Đã Có Đêm Tin. Có ông lão kia đó, ông đã mạng số ở dương gian thì hồn ông xuống âm ti, thì diêm vương đó mới xử án định tội, thì hồn ông mới tâu rằng phải chi tôi biết có địa ngục, chắc chắn như gì thì tôi đã lo tu hành rồi, khỏi nhọc công cho ngài phân sự. Phải chi đại dương mở lòng quảng đại nhắn tin cho tôi biết chứ, mà tôi không lo sớm, đến nay hành tội cũng ưng, té ra chẳng dại mà giết quan ức biết chừng nào. Trở lại trách ông diêm dương như vậy đâu quý vị. Nhưng mà Đức Phật chỉ dạy mình đủ điều hết, con đường nào tội, con đường nào phước, không tu lãnh quả khổ như thế nào, còn tu thì hưởng phúc ra sao. Nếu không tu trừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Hay là ai biết đường hãy sớm tậu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhậu. Hồ sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài, nhắm mắt cùng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm gài hầu non. Chỉ có tội phước hở còn, đến nơ thăm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên gài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày tham thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Khi mình đón nhận quả khổ rồi đó thì mình ăn năn cái chuyện đã muộn màng, phải không quý vị? Mình có người anh bà con ảnh bệnh mình mới đến thăm, thì ảnh mới nói rằng chuyến này anh hết bệnh, anh không còn lo danh lợi nữa, mà anh lo tu từ thiện xã hội đó quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, không qua được định lực vô thường, anh đã qua đời. Đức Thầy cũng cho biết việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Hay là kỳ xa tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, chồng bóng kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy,
về thiên đường tắm mấy tàu ga. Cái trừ tâm bà quỷ hai ma, tiên hai Phật cũng là tại nó. Không quý vị, mình muốn lên thiên đàng hay là xuống địa ngục cũng là do tâm của mình. Thì Diêm Vương mới phán rằng, ta đã nhắn tin cho ngươi đã nhiều lần, tóc ngươi muốn trổ hoa râm là tin thứ nhất, gân ngươi lung lai là tin thứ hai, sức ngươi suy yếu là tin thứ ba, mắt lờ là tin thứ tư, lỗ tai ngươi muốn điếc là tin thứ năm, bệnh nhiều là tin thứ sáu. Ta đã nhắn cho ngươi sáu tin rồi, vậy mà ngươi còn dám trách ta không cho hay chứ? Thì có hồn đứa trai trẻ đó, nghe vậy mới đến tâu rằng, ông già kia đã nhắn sáu tin rồi mà không lo trước, đến nay hành tội cũng ưng. Còn tôi đây chưa nhận tin nào, xin đại vương xét mà thương tội. Thì Diêm Vương mới phán rằng, ta cũng đem tin cho ngươi cũng nhiều lần rồi. Ngươi có nhớ tên nọ một tuổi dưới ngươi bị thờ khí là một tin, tên trẻ kia một cỡ dưới ngươi năm nọ bị thắt họng mà chết là hai tin, tên trẻ khác bị chết trôi là ba tin, tên trẻ ở gần bị gắn cắn mà chết là bốn tin, bạn hữu ngươi chết yểu là năm tin. Thấy một cỡ dưới ngươi mà chết sớm đều là đem tin đến, nhưng mà ngươi thản nhiên không hay không biết, rồi hôm nay trở lại trách ta. Thì Diêm Vương mới nói tiếp, ta cho nhà ngươi biết, dầu ai có sức mạnh dỡ núi trùm đời, có tài cao nương trời vạch đất, cũng không khỏi qua mắt rậm sau lúc lâm trung. Mình ham đoạn này nè nghe quý vị. À, trừ ra các vị tu tịnh độ và được Phật và chư Bồ Tát đứng trước mới khỏi quyền chậm sự, sao đất quả đạo đến đây chậm sẽ cung kính tiếp nghinh theo như lễ khách. Quá ham á quý vị, bởi vì mình phải gán tu. Thế nên Đức Thầy cũng cho biết, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Hay là Diêm Phù chân chúa trọn người tu, hành phạt ác không chốn cửa tù, tiếp nghênh những kẻ lòng nhân đức, hở bớ dương trần hãy gán tu. Thì câu chuyện tôi kể đến đây cũng xin hết. À, trước khi dứt lời, tôi cũng không quên cầu chúc cho quý vị đi chuyến núi này về được nhiều sức khỏe, tâm an, tu hành tinh tấn, niệm Phật được nhất tâm, mạng kiếp hồng trần sanh lạc quốc, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
xuống đây tiếp tục. Kính thưa quý vị, dù thím ba đã đến đây chia sẻ một mối chuyện đạo để thúc đẩy chúng ta trên cái đường tu hành, nói lên cái lý nhân quả tội phước vô thường, thì tiếp tục chương trình kính mời chú ba, nãy thím ba giờ mời chú ba đi đến đây như diêu viên đoạn giảng là có đôi lời về đạo đức á, xin trân trọng kính mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin nhắc lại một đoạn trong quyển 3. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô sáu ơi chữ Di Đà. Từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu ơi chữ lạnh tâm, chẳng ai chịu khó niệm sành tới coi. Kỳ tâm thì quá ít nói, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch trên đêm để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đâu lại cho gành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng mặc ai dèm xỉm ghét chẳng. Gặm trong thế sự tuần hoàn, người hung người ác tà gian quá nhiều. Thương trần ta mới đánh liều, cho người tu tỉnh ít nhiều cũng đồng đạo chúng ta thay phiên với nhau đến đây cũng người hiền cải chuyện, chú cô cũng tâm sự rồi đạo đức ông lại là nhà tiếng ngọc đức thầy. Thưa quý vị, thì một chút lát ở đây thì toàn thể đồng đạo chúng ta chia tay mỗi người hướng hướng chút thì cũng có anh em xuống núi, thì người xưa cho biết đó là hoa nở để rồi tàn, bèo hợp để rồi tan, trăng tròn để rồi biết, bèo hợp để rồi ly biệt. Trong hội ngộ đã sẵn mầm ly biệt, trong yêu thương đã ngầm chứa khổ đau, có gặp gỡ có xa nhau, có hội ngộ sẽ có ngày biệt ly. Thì một chút lát ở đây thì mọi người chúng ta chia tay ai về nhà nấy. Thì trước khi mà dứt lời chia tay trên cái núi này núi cấm đó, thì tôi xin chúc cho toàn thể quý vị trở về tu gia của mình thân khỏe tâm an, luôn giữ vững đức tin theo giáo lý của đức thầy và tinh tấn tu hành cho đến ngày hội long qua đầu có mặt diễn kiến đức Phật đức thầy tu hành mau đắc quả. Chúc đồng đạo được nhiều sức khỏe, chúc an lành vui vẻ đẹp tươi, chúc cho môi luôn nở nụ cười, chúc hạnh phúc cho mọi người nắng ấm, chúc gia đạo được trang hòa đầm thắm, chúc con hiền ý nguyện trong tâm, chúc mùa màng hạnh phúc mỗi năm, chúc hiện tại chúc ấm thầm trong già. Lời chúc cuối xin chúc cầu tất cả, chúc được tu luôn hạ tiến nhanh, chúc liên đài sang báo được điểm nhanh, và chúc đạt thành ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.